Anh em, hôm nay mình ở đông lại có một thớt dàn MD có chức năng giải mã, và khi giải mã cần một cái đĩa mồi như thế này. Đĩa mồi là gì? Là các bác cần một cái đĩa có chống một ít dung lượng trong cái đĩa này là sẽ giải mã được nhạc. Như cái đĩa này có thời gian là 74 phút, nhưng mà thời gian nhạc ở trong cái đĩa này tôi đang có là hơn 73 phút. Có nghĩa là chống khoảng 3-40 giây nhạc thì các bác vẫn giải mã được, hoặc là chống một vài phút. Cái đầu này thì tôi đã bán khá nhiều, 4-5 lần rồi, hay là 3-4 lần, thì hôm nay có tôi lại đăng lên để mời chào các bác. Các bác nào có nhu cầu thì có thể chiến. Đấy, khi cho đĩa vào nó sẽ hiện tổng thời gian là 13 bài hát 73 phút 32 giây. Tổng dung lượng của đĩa này là 74 phút. Đầu này có các đường giải mã như sau: đường quang số 1, đường quang số 2 và đường analog. Đó. Nếu tôi chạy, bây tôi sẽ chạy giải mã đường analog trước này. Tôi bấm này, test analog, tôi đang lấy nguồn nhạc từ máy tính. Đó. Khi giải mã thì nó sẽ có đèn báo tia như này anh em nhá. Đó. Và anh em chỉ cần bấm nút rec thôi, đừng có bấm nút này. Nếu bấm vào đây nó sẽ ghi nhạc vào cái đĩa, thì đĩa nó sẽ đầy, thì lúc đó mình không giải mã được, nên là chỉ bấm mỗi nút rec thôi. Đầu này có thể ghi xóa đĩa MD được hết. Bề ngang tầm 20 và bề sâu tầm 25, đẹp, long lanh, góc cạnh không vỡ nát, xước sát là có, không cháy khỏi. Đây là đường giải mã, có hai đường, một quang số 1, quang số 2 và số series anh em nhìn thấy đó. Sản xuất tại Nhật Bản, 185, điện 100V. Đường xuất xuống con pin là đường line out, còn đường giải mã điện thoại là line in hoặc máy tính. Tôi sẽ chỉnh tiếp đường giải mã quang, anh em có thể tham khảo. Với đường giải mã analog thì anh em có thể vặn to nhỏ ở đây. Đặc biệt cái đường giải mã analog thì nó có cái đầu đó. Đó, to nhỏ ở đây. Nghĩa là anh em sẽ có hai tầng khuếch đại, một là tầng khuếch đại trên âm ly và hai là tầng khuếch đại trên cái nút này. To nhỏ ở đây, đó. Như kiểu nó kích thêm một lượt âm thanh nữa. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang đường quang. Tôi tạm dừng này, tôi sẽ chuyển sang đường quang số 2. Vì tôi đang cắm đường quang số 2, tôi ấn rec. Đó. Anh em chỉ bấm mỗi nút rec nha, không bấm bất kể một nút gì. Đến thớt này nó cao tầm 11-12cm. Rất tiện để anh em ăn chơi. Và giá 1 triệu đồng, 1 triệu đồng cho cái thớt này. Đĩa MD anh em phải mua, tôi không có để tặng anh em nhá. Anh em có thể mua ở chỗ nào đó, cửa hàng tôi thì cũng không bán đĩa. Tôi sẽ stop rồi này. Đây là đang chạy giải mã số 2, đi trên tổ 2 này anh em. Đây, bấm vào đây để chuyển đổi. Stop đây đó. Bấm vào đây để chuyển đổi. Các bác muốn chạy đường nào thì bấm đường đó. Analog lại bấm rec. Bây tôi không chạy giải mã nữa, tôi bấm vào stop nha. Khi các bác chuyển sang một hệ khác, các bác bấm vào stop để cho nó về ban đầu. Và bây tôi sẽ chạy đĩa này. Tôi test full các chức năng mà nó có, anh em hãy để ý điều đó nha. Tôi test full hết đó. Đây là đang chạy đĩa. Xoay đây, next bài. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Thông tin địa chỉ cửa hàng rất rõ trên tấm biển. Quý khách hàng có thể đến tận nơi mua hoặc đặt cọc tiền, tôi sẽ gửi hàng đi. Minh Audio Hà Đông, Hà Nội. Cửa hàng tại trung tâm quận Hà Đông, Văn Phú, Hà Đông. Xin chào.